ơn bạn. Hôm nay là hành trình ngày thứ 22 của vợ chồng mình ha. Theo như là cái lịch đó là ngày 22 tháng tuần 1 luôn, cho nên mai mình không khỏi phải nói cái chi tiết này nha các bạn. Chỉ là hôm nay là ngày 22 thì mình đang có mặt ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Bây giờ hai vợ chồng mình sẽ ở tại đây một bữa và đi tham quan thành phố Móng Cái, nhiều cửa khẩu, nhiều các cái điểm tham quan ở thành phố Móng Cái. Bên góc trái màn hình của các bạn là chợ Móng Cái ha, chợ trung tâm Móng Cái rất là lớn. Thì ở kế bên chợ là sẽ có một cái chợ đêm. Bây giờ thì mình sẽ chạy qua nhánh đó quay cho các bạn xem nha. Đây, phía trước mặt là chợ trung tâm Móng Cái ha các bạn. Còn mình đang đi đường, đây là phố đi bộ ban đêm nè. Mà tối hôm qua mình có đi quay cho các bạn xem á. Hoạt động từ 19 giờ cho tới 12 giờ đêm. Ban ngày thì xe cộ khá là nhộn nhịp ha các bạn. Những cái cửa hàng mà bán hai bên đường thì buổi tối họ dọn ra họ bán thôi. Bây giờ nó khác ban đêm cái là mình đi xe thôi các bạn, còn ban đêm thì mình đi bộ. Bây giờ thì mình sẽ ghé một cái chợ ở thị trấn Móng Cái. Ở thành phố Móng Cái thì có rất là nhiều chợ ha các bạn. Và chợ này thì bán đồ điện tử. Trên bản đồ ghi là Toki. Tên hơi khó đọc chút ha. Bây giờ mình sẽ đi vào chợ. Tham quan chợ nha các bạn. Đây là khu bán quần áo rồi. Có đồ điện tử ngoài kia kìa. Dạ, chứ có ngoài kia. Có đồ điện tử chứ có. Bây giờ kiếm áo khoác giờ mua không? Hả? Kiếm áo khoác mua mặc cho đỡ nắng. Được rồi. Hả? Được rồi, được rồi. Quần áo đây bán đồ bé dễ thương quá ha. Mua chút cả nhóc. Mua chắc tết đi, bé mặc luôn. Bên này thấy mặc gì chính, hình như có trên lầu nữa sao á. Ồ có, chắc có, mà không biết có bán không hả. Khu đồ điện tử mà sao không ai bán quá hả. Có mấy khu ngoài đó thôi á. Đây nè. Rồi, vậy là bây giờ mình sẽ đi qua khu chợ khác. Chân ra có niệm à, ở trên không ai bán sao. Ê, quay em biết sẽ đi cũng ngại lắm, ở ít quay tại vì ta ế quá, quay thấy kỳ giống gì. Đây bán đồ xe đạp quá trời luôn. Móng Cái ba nha các bạn.
trong kia cũng có một cái xíu mình sẽ đi ra biển ha các bạn. Biển lấy tên gì quên rồi. Trà Cổ. Thì hôm nay mình sẽ thử cái món bún cá ở bún cá ha các bạn. Cá cái gì vậy ta? Để cá lóc rồi. Không, phải lóc, cái lóc bự bằng bàn tay nè. Thấy miếng cá đó dài hồ nè. Cái cửa con cá gì vậy? Ở chút chừng hỏi hỏi con cá gì vậy? Cá hồng sắp sẵn rồi. Hết tầm khách nuôi. Chú vào biển nha. Đi. Nó có khoác jean của em chị Tin. Năm chục rồi thì nó có cái giá cũng hết. Kiếm cho nó màu khác thì. Đây cái đôi này giọt mai mà đâu bữa. Cái chân vừa. Không biết vừa chân không ta. Đây thì bự nhỏ hơn nó có. Dạ nhà đã chặt rồi. Vậy cái này nhỏ hay là muốn mua cái bự hơn hay cái nhỏ hơn? Chắc là nhỏ hơn cái này một số. Thôi mua bự đi, mai mốt về có mang luôn. Về em bé xinh không các bạn? Về em bé nè. Nhìn đã chưa? Ê, bán đồ Trung Quốc đẹp quá. Bán giày đẹp hả? Giày, quần áo gì cũng đẹp. À, mua mấy này mang đẹp. À, đúng rồi. Hàng gái, gái khoái mấy cái loại mà dày dày bự bự gì nè. Có cái nào nhỏ hơn, nhỏ hơn. Này nó mang dừa không vậy? À cái đôi này chắc mang dừa. Mang dừa đó. Vừa đó. Rồi lấy cái này cũng 24, 25 rồi. Cái đó 26 vừa đó. Sợ cho nó. Tại vì cái dài đó nó cứng hơn. Cho em thì tiền. Ừ. Mua đi. Dạ, được chưa? Về luôn à, không ở đây làm à? Ở đây làm vì chỗ làm đấy. Đây, gắn em đi. Đấy, chọn đi. Thích cái hình nào bỏ ra. Đấy bên chỉ được. Đây bỏ cái nào đây, bỏ cái này ra nhé. Đây. Bỏ cái nào đây? Bỏ con này đi. Đẹp. Đẹp ha, cũng đẹp. Ừ, đẹp á. Nó còn có màu khác nữa kìa. Màu xám nè. Màu xám nè. Màu xám dưới á. Cái dưới á. Ừ đúng rồi. Rồi đẹp ghê quá bạn. Màu xám thì size nhỏ hơn. Có size mà nó sẽ bự hơn mà. Này nhiêu đâu? Cái này 350. Này 270 rồi. Hay nhỏ thế.
Quá 2 này, chắc quá 2 mới vừa. Nói gì nè. Rồng. Con này quảng cáo ít cây rồng. Bán hàng. À, thì cái bài hỏi là ít cây rồng. Có bán không chú hay là đóng cửa thì... đóng cửa hả chú? À vậy là này là người Trung Quốc người ta bán. Dạ. 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 Cảm ơn chú. À, à bên đây cũng bên Trung đây Quốc. Là cửa khẩu đóng cửa hết. Ồ, hay ha. Bây giờ tính ra là mấy năm trước mình đi là hay rồi. Dạ. Trời đi trễ quá các bạn ơi. Tức thì chứ. Ê cửa khẩu Móng Cái kìa. Ở như... trung tâm thương mại Vinpearl là của Trung Quốc nha mấy bạn. Không phải là của Trung Quốc, của Việt Nam mình, nhưng mà người Trung Quốc người ta qua người ta bán á. Giờ Trung Quốc không qua nữa thì thành ra vắng á. Trung Quốc chắc qua bên đây thuê á. Ta đóng luôn rồi nè. Rồi xong luôn. Còn bình thường đi chắc hồi trước Covid thì chắc là ở đây tấp nập lắm. À. Đây, lý do vì sao mình thấy vắng là vậy chắc. Ừ, chứ ở đây là phải đông vui. Ở quốc tế mặt cắt cửa vậy. Rồi xong thêm. Chốt. Wow, mấy bên kia rồi kéo dài. Cái đèn pin nha các bạn. Rất là chất luôn.
Chưa giờ nhớ mình đi Cần Giờ mình chạy trên bờ biển không? Nhưng mà lên đường bằng chạy cho nó khỏe. Chạy ngắm biển cái đi rồi cho xe rồi nó xét cái rỉ rỉ rồi chút. Bữa đi Cà Mau nước biển là
đồ tắm rửa các bạn vô cái xăng Petrolimex á, nó có nhà tắm nè, rồi có chỗ giặt đồ luôn. Đây nè các bạn, đợt sau Tết khoảng Tết này nè, nếu như mà được thì mình sẽ đi tour winner, là mình sẽ đem heo lều và mình sẽ làm heo cái bài đó cho các bạn xem ha, với cái chi phí cực kỳ hấp luôn. Thì nhóm mình sẽ ngủ lều, ăn uống thì mình tự nấu nướng luôn. Đây đâu có gì đâu, quay bạn. Cái nồi nấu lẩu mini nè, cũng như là mình đi ra cái bãi biển Trà Cổ các bạn, rồi mình vô khu chợ hải sản mình mua được các cái hải sản tươi sống. Con này còn sống luôn nè các bạn, con này thì đã được sơ chế rồi. Đấy, có mực nè, rồi cái này cái gì ta, cái ruột của ốc móng tay đó. Thì mình nấu một cái nồi lẩu đầy đủ như thế này, nếu như mà mình ra quán tiệm ăn thì giá của nó phải từ 300 mấy cho tới 500 ngàn, mà đồ nó không được tươi sống nữa. Ở đây là mình mua đồ tươi sống hải sản luôn các bạn. Qua Hạ Long thì mình sẽ làm thêm một cái bữa tiệc như thế này nữa, nhưng mà mình nghĩ là Hạ Long bán đồ nó sẽ tuyệt vời hơn nữa. Thì hôm nay thì ăn về ok rồi. Cái nồi nấu lẩu này các bạn đoán giá bao nhiêu? Hôm nay mình đi săn cái nồi này chỉ có khoảng 70 ngàn thôi ha các bạn. Giá rất là rẻ. Ổ tôm mua nhiêu mà mua nhiều dữ rồi vậy? Hả? 50 ngàn. Ở đây là dưới 50 ngàn nha. Cái này 50 nè, cái này 40 nè. Cái này giờ cũng mua 40 luôn, cái này giờ mua 40 luôn. Đó, với... Nói chung là cũng nhiều đó. Với giá thì rất là rẻ các bạn, mà mình được ăn hải sản tươi sống. Cái bàn tiệc này ăn ít nhất cũng phải từ 4 người á. Rồi, mua nhiều quá. Tôm tính giờ tính luộc á. Còn nấu lẩu ít thôi. 3-4 con mà nấu lẩu được rồi. Mình luộc chấm với tiêu được. Đúng rồi. Đây là luộc cho nó chín trước. Cái này nhiều lắm nè, cái này là người ta tách vỏ ra sẵn rồi, chỉ cần ruột thôi. Vợ mình nấu đồ ăn rất là ok các bạn. Hồi trước hai vợ chồng thường xuyên nấu những cái bữa tiệc ở gia đình như thế này. Giờ có nghĩa là biết làm sao mà thả vô
chứ phải làm cho nó chết đi quá. Chính xác. Bây giờ làm cho nó chết. Cảnh bạo lực 18 cộng hả bạn? Thì mình sẽ cắt ngang đây. Nồi nhỏ hơn con ơi. Ấy còn xí giấy kìa. Chút nấu xong cái là lấy xì giấy. Thôi lấy xì giấy chứ. Trời ơi, lấy xì giấy kìa, chút nó quào lâm là sao. Rồi xong rồi. Nó quơ một cái là nó nói. Rồi nó còn sống nó mới sợ. Thì nó đang giật giật kìa. Nó còn sống mà. Chưa chết đâu. Rồi xuống lấy cái này. Ủa này là gì vậy vậy? Tàu hũ hả? Ừ tàu hũ. Ở dưới là có cộng cần. Trên YouTube thì có nấu ăn trong văn phòng nè. Rồi nấu ăn trên bên bờ suối. Rồi nấu ăn trên núi. Bây giờ mình có nấu ăn ở khách sạn thôi các bạn. Nhưng mà nấu cái này không có khói, không có lửa nha. Chỉ có cái là mình đừng có làm bếp, ví dụ như là bếp dầu hay là các bạn làm cái gì mà có khói thì không được. Hoặc là có lửa củi gì đó thì không tốt lắm. Đấy, mình nấu lẩu vậy thì không sao. Còn làm mà các món nướng thì thường thường là phải đi ra ngoài bãi biển á, nhúm than, nhúm bếp gì thì ở ngoài đó, chứ không có đem vô khách sạn nướng hay làm gì được hết á. Có cái loại mà bếp nướng không khói á, nhưng mà mình thấy nó vẫn có khói bình thường. Dạ. Ừ, xong rồi. Anh này giờ ngủ giấc rồi. Sao sao. Hả mệt. Giờ chuẩn bị ngủ nữa. Nè giờ lọc tên xong rồi nè. Sweet. Nhìn ok không các bạn? Đi biển thì tốt nhất là mình nên tự nấu đồ ăn thì nó sẽ ok hơn là mình ra quán. Nhưng mà nếu như các bạn không có nồi, giống như là không có vợ hay người yêu gì đó, thì các bạn nên ra quán thì nó sẽ khỏe hơn. Ăn xong thì mình sẽ không trả tiền thôi, mình đi về thôi. Được cái là vợ mình thì thích nấu ăn. Từ lúc mới quen là đã vậy rồi các bạn, chứ không phải là mới cưới về là mới biết nấu ăn đâu. Sau một quá trình chờ đợi mỏi mòn thì bây giờ vợ mình cũng nấu xong lẩu rồi nè các bạn. Do hôm nay mình đi ngoài trời hơi nhiều á, cho nên bây giờ nói chuyện hết nổi rồi. Thì mình quay cho các bạn xem ha. Tôm bạc này nó ngon. Chắc thịt. Ăn thử đi, em thử thử coi có giống không. Tại này không có nhiều gia vị giống như ở nhà mình. Đặc với lẩu hả? Ừ. Nó lẩu cũng được. Tại có mì đúng không? Ừ. Có mì nó hơi cứng cứng đúng không? Nhưng mà bỏ rau rồi vô chút xíu nữa cái là nó lại lạc. Nhưng mà giờ vợ nấu cái này giống y như mình ở nhà mình ăn luôn, không khác gì. Ăn đúng hương vị miền Nam luôn các bạn. Còn mực tôi ra ngoài tiệm ăn mực này á, không ngon. Ăn thử ống móng tay thử đi. Nào nào. Ừ, nào giờ chưa ăn luôn. Chưa có ăn nấu lẩu bao giờ. Xào mì thì có ăn. Ừ. Thử để nó có ngọt không? Ngọt nhưng mà trọng thích ăn nấu lẩu này. Xào mì ăn ngon hơn đúng không? Con này nhịn mập đốt luôn á. Hồi hồi mình đi ăn xào mì mình thấy nó ốm nhất à. Này mập